nhịp sống thứ 6 xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay lúc này đây thì trong tôi đang tràn ngập cảm xúc bâng khuâng. Mùa hoa xưa vừa ngang qua, những cánh hoa mỏng tan, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi thì cả phố phường sẽ ngập đầy sắc vàng, mang theo hương vị đầu tiên báo hiệu một mùa hạ sắp gõ cửa. Vừa kịp để các bạn nhận ra, chúng ta sắp sửa bước vào mùa thi. Ngày 14 tháng 4, Đại học Duy Tân phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng sinh viên du lịch Đà Nẵng năm 2018 với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp du lịch ở địa bàn Đà Nẵng và hơn 1.000 vị trí tuyển dụng vô cùng hấp dẫn. Ngoài các hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng sinh viên du lịch Đà Nẵng còn có hoạt động seminar chia sẻ về ngành khách sạn, nhà hàng và ngành lữ hành. Chiều ngày 3 tháng 4 năm 2018, Đại học Duy Tân phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Schneider Electric Việt Nam phát động mùa thi thứ 8 cuộc thi Go Green in the City, giải pháp xanh cho thành phố. Đây là sân chơi mang tầm quốc tế để sinh viên giới thiệu các giải pháp năng lượng xanh nhằm tìm kiếm giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và sáng tạo cho thành phố thông minh, đồng thời nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo để giải quyết vấn đề năng lượng toàn cầu. Vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2018, tại sân vận động Trưng Vương, số 4042 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng, đã diễn ra trận chung kết bóng đá nam toàn trường giữa hai đội 998 DTU và Đệ Mai Tính FC của Đại học Duy Tân. Vượt qua trở ngại thời tiết, những cơn mưa như thách thức các cầu thủ để họ phát huy hết khả năng của mình trên sân cỏ. Chiến thắng đã thuộc về đội Đệ Mai Tính FC với tỷ số 6-5. Và cũng nằm trong hoạt động này, ngày 10 tháng 4 tại sân Trưng Vương cũng đã diễn ra trận chung kết bóng đá nữ giữa hai đội Kế Toán FC và Du lịch FC với kết quả 2-0 nghiêng về Du lịch FC. Các danh lam thắng cảnh của thành phố Đà Nẵng qua bàn tay của các sinh viên ưu tú khoa kiến trúc Đại học Duy Tân đã được khắc họa vô cùng sống động và tinh tế, khiến ai đi qua cũng phải suýt xoa và bất ngờ trước màn lột xác đầy ngoạn mục của con hẻm 233 Trưng Nữ Vương. Việc nhân rộng mô hình vẽ bích họa trong lòng thành phố Đà Nẵng là một dự án hướng đến quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đồng thời gửi đi thông điệp về bảo vệ môi trường biển, giữ gìn cảnh quan. Đại học Duy Tân tổ chức cuộc thi xây cầu Ô Thước lần thứ tư vào ngày 15 tháng 4 năm 2018 với sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đây là một cuộc thi không chỉ nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của học sinh, sinh viên mà còn là sân chơi lành mạnh giúp các em giao lưu và học hỏi được nhiều kiến thức từ những người có kinh nghiệm về lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Thưa quý vị, vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 2018, Đại học Duy Tân vinh dự là trường đại học đầu tiên của Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thường niên CDIO châu Á tại thành phố Đà Nẵng. CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive, Design, Implement, Operate, nghĩa là hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành, khởi nguồn từ Viện Công nghệ MIT. Tham dự có gần 200 đại biểu của 55 trường đại học đến từ 12 quốc gia trên thế giới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo, Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cho rằng CDIO là một sáng kiến mới cho giáo dục, là một hệ thống các phương pháp và hình thức tích lũy tri thức, kỹ năng trong việc đào tạo sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Tiến sĩ John Hugo đến từ Đại học Calgary, Canada chia sẻ, CDIO được biết đến như là một hệ thống các phương pháp xây dựng chương trình, nội dung và cách thức đào tạo các ngành nghề kỹ thuật. Thấy là rất là xuất sắc, tại vì mình cũng có đi những cái hội thảo ở Singapore hoặc là Hồng Kông, thì mình thấy cái mức độ chuyên nghiệp của mình là đã tiệm cận với lại thế giới. Và nói chung là thấy hôm qua nay thì gặp các vị khách mời thì thấy họ đều rất là hài lòng. Và đặc biệt là cái quan cảnh của Đà Nẵng thì nó rất là thu hút, ra là không khí rồi cái văn hóa lịch sử, tất cả những cái cảnh đẹp nó đều rất là đẹp. The organization of the conference is really very good. I would like to thank the organizers for the logistics that they have developed electronically and also in person for conducting this meeting. We find they are very helpful and they are very responsive. Every time if you ask about anything, you will find a proper answer. And I really appreciate what they are doing. Hiện nay, Hiệp hội CDIO trên thế giới đã có hơn 100 thành viên là các trường đại học công nghệ kỹ thuật uy tín hàng đầu. Trong đó, Hiệp hội CDIO vùng châu Á hiện có 28 thành viên. Riêng Việt Nam có 5 trường đại học được kết nạp thành viên, gồm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Đà Lạt và Đại học FPT. Đại học Duy Tân cũng được cộng đồng CDIO châu Á đánh giá đã xây dựng và ứng dụng rất thành công hệ thống mô phỏng hỗ trợ việc giảng dạy đại học.
Tiêu biểu là nhà trường đã xây dựng các phòng LAS mô phỏng thực tế và thực tại ảo, hỗ trợ trong giảng dạy các môn quản trị chiến lược, ngân hàng, giải phẫu, thực hành điều dưỡng. Đây cũng là năm đầu tiên hoạt động thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho sinh viên CDIL Academy được tổ chức tại hội nghị CDIL vùng châu Á. Tham dự CDIL Academy 2018 có 16 đội đến từ các trường đại học trong vùng châu Á, trong đó có 18 sinh viên quốc tế và 22 sinh viên Việt Nam. CDIL được mệnh danh là xu hướng giảng dạy hiện đại. Do vậy, có thể nói CDIL rất hữu ích trong việc triển khai chương trình đào tạo hiệu quả, là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ bắt gặp một hình ảnh rất là thân thương, rất là quen thuộc đối với biết bao thế hệ sinh viên Đại học Duy Tân. Dường như những năm tháng thăng trầm nơi ký ức đã chắp bút cho nhà giáo ấy viết nên những vần thơ thấm đượm cảm xúc. Từ thuở con trong trường biển đi, ta lớn lên trong tình thương của mẹ, những vui buồn cay đắng mẹ. Đêm thơ nhạc được tổ chức trong không gian ấm cúng của Startup Coffee số 733 đường Nguyễn Tất Thành do Trung tâm Khởi nghiệp phối hợp với Khoa Xã hội Nhân văn của Trường Đại học Duy Tân tổ chức. Tại đây, các bạn sinh viên có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhà giáo, nhà thơ Lê Công Cơ, nhà báo, nhà thơ Võ Kim Ngân, Trần Tuấn, Nguyễn Ngọc Hạnh, nhà thơ Nguyễn Kim Huy, nhà văn Bùi Tự Lực. Hãy cùng anh dệt tiếp những ước mơ, một tổ ấm gia đình, một niềm vui nho nhỏ. Tôi sớm bước vào con đường cách mạng từ lúc 11 tuổi và đi suốt cuộc chiến 21 năm. Và tất cả những cái gì tôi biết là bằng những cái gì tôi nhìn thấy, mục kích và thậm chí là đau đớn. Đàn thu về đùng đình bước trong xuân, ta yêu những mái trong bài đầu tiên về thị cơ thì cái đấy là gần 20 năm rồi. Hầu hết là thầy làm thơ trong chiến tranh để động viên tinh thần anh em. Thật ra thơ của mình là thơ kháng chiến. Những câu thơ đầu tiên mình làm khi ở trường Đại học Sài Gòn á, để viết trên tờ Tổng hội Sinh viên Sài Gòn á, hãy trở về cầm súng cứu quê hương, đừng ngồi yên dưới mái trường nô lệ. Và bắt đầu từ đó là làm thơ dấn thân kêu gọi sinh viên xuống đường, rồi kêu gọi sinh viên đấu tranh chống xâm lược. Thì tất cả cái đó rồi đi vô trong chiến tranh cùng với quân đội cũng làm thơ động viên bộ đội xông lên tiến tới để mà chúng ta giải phóng miền Nam. Là đến dự đêm thơ nhạc hôm nay tôi rất bất ngờ, bất ngờ bởi một cái sự say mê, sự yêu thơ của tất cả các thầy cô và các bạn. Tổ chức một cuộc gặp gỡ của những người làm thơ tôi nghĩ rất là thú vị, là thơ nó lồng vô chiến tranh có, hòa bình có, tình yêu có, tất cả đều quyện với nhau. Dĩ nhiên bây giờ đọc những cái bài thơ về chiến tranh thì thế hệ trẻ đôi khi nó không thích, mà nó thích thơ tình, nhưng mà ta cũng nên làm cho thế hệ trẻ nó quen dần với cái đó đi, vì nếu không có cuộc chiến đấu hôm qua thì không có hôm nay đâu. Thưa các bạn, như nhà giáo, nhà thơ Lê Công Cơ đã từng nói, tuổi trẻ bây giờ chỉ thích thơ tình. Thế nhưng mà thầy luôn mong các bạn hãy dành một chút thời gian để tìm đọc, để lắng đọng tâm hồn của mình trong khoảnh khắc thiêng liêng của cha ông. Bởi một lẽ, mỗi người chúng ta đều có một quê hương cội nguồn để trở về, đều có một hình bóng dân tộc để tự hào, để yêu thương và để nuôi lớn tâm hồn mỗi ngày.
I enjoy working with Mr. Mark. Thưa các bạn, nhân vật tiêu điểm của DTU TV số thứ 6 là một mẫu hình tượng luôn hướng đến sự hoàn hảo. Với vẻ bề ngoài rất rất khó tính, thế nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì cực kỳ hiền lành, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Các bạn đã đoán được là ai chưa ạ? Đừng rời màn hình nhé! Làm cho có trách nhiệm, thế là cho nên là đôi khi cần sự chỉnh chu quá nó có lẽ hơi khó cho mọi người. Công việc quản lý thì nó sẽ chiếm tỷ trọng lớn, rất là nhiều các hoạt động liên quan đến khoa bộ môn, đến các hoạt động về đối ngoại, đối nội, tuyển sinh. Cho nên các thời gian dành cho công tác quản lý, công tác báo cáo, công tác lập kế hoạch nó chiếm cũng khá là nhiều thời gian. Bên cạnh đó thì một tuần cũng có được khoảng 2 đến 3 buổi để đến giảng dạy trực tiếp với sinh viên và làm việc công tác nghiên cứu với sinh viên. Đam mê của mình chính là giảng dạy và nghiên cứu, và đặc biệt là kết hợp cùng với sinh viên hoặc các thầy cô mình cùng ngồi để nghiên cứu ra những vấn đề mới, những cái vấn đề cần thiết cho cuộc sống ngày nay. Thì đấy chính là cái mà mình đam mê trong cái nghề nghiệp của mình. Năm 99 mình tốt nghiệp thì được thời điểm đó thì cũng chưa có cái khái niệm đi xin việc, cho nên là được cơ hội trường giữ lại để làm công tác giảng dạy. Thì khi đó là mình apply hồ sơ và được trường đưa đi đào tạo và làm trợ giảng trong cái giai đoạn đó. Trong suốt quá trình gần hơn 17-18 năm làm ở trường, thành công nhất thì thực ra cái mà mình nghĩ là góp phần với Duy Tân là đào tạo ra được khá nhiều cái thế hệ các bạn sinh viên, mà đặc biệt cái ngành công nghệ phần mềm, ngành IT là các bạn đều rất là thành công, có chỗ đứng, và các bạn cũng rất là happy khi quay về và cùng lòng làm việc, cùng cộng tác, cùng chia sẻ để giúp cho khoa, cho trường có cái tiến bộ hơn và chia sẻ những cái đóng góp rất là thật, rất là chân tình với trường. Thì đấy là mình thấy cái đó là mình nghĩ là cái mà mình gọi là vui nhất mà khi thực sự đến bây giờ. Cái thế mạnh của cái khoa đào tạo quốc tế chính là cái thứ nhất, đó là phải kể đến là cái chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo chính là cái mà cập nhật chuyển giao công nghệ từ ba cái đại học lớn của Mỹ. Cái điểm thứ hai cũng là cái đội ngũ. Đội ngũ thì trẻ, đồng đều, và nhiều bạn đã tốt nghiệp từ nước ngoài về, và hiện nay có cả giảng viên nước ngoài. Và cái điểm thứ ba chính là cái sự hỗ trợ từ nhà trường, đầu tư và định hướng của nhà trường là phải tiếp cận với quốc tế hóa. Và trong này cái ngành công nghệ phần mềm á, thì cái ngành này gần như là sinh viên ra là có 100% có việc làm. Theo cái mục tiêu như của nhà trường là phải lọt vào cái top 300 của châu Á, hoặc là gần hơn thì đó là phải thuộc trong cái top các trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Thì cái đích đó thì mình cũng mong muốn là cùng với đội ngũ anh em giảng viên của khoa để góp phần và đẩy cái khoa đào tạo quốc tế đi lên. Đó là cái nhiệm vụ trước mắt. Và cái mong muốn cao hơn đó chính là làm sao quốc tế hóa được cái khoa đào tạo quốc tế, nó trở thành một cái đơn, cái nơi mà gọi là địa chỉ tin cậy, nói đến đào tạo ở Duy Tân và nói đến khoa đào tạo quốc tế. Mình mới về khoa đào tạo quốc tế được 2 năm. Thì đúng là cái thời gian ban đầu khi mới về mình cũng khá sốc về thầy. Tức là mình đến khoa chào thầy cũng như là trước khi đi làm về mình chào tạm biệt thì thầy cũng không nói gì. Tuy nhiên qua một thời gian làm việc thì mình cảm nhận được trong cái công tác quản lý cũng như là trong cái việc chia sẻ những công việc với đồng nghiệp thì thầy rất là tình cảm cũng như là gần gũi với đồng nghiệp, và đồng thời thầy cũng là một người rất có trách nhiệm với công việc, thì mình cũng cảm thấy rất là quý mến thầy. He is very professional in his way of working and take his work very seriously, which I personally appreciate. It's easy to work with him because if I have a question, he very very quickly respond and give me help and reply on emails and so on. So yeah, I enjoy working with Mr. Mark. Cũng một may mắn là có bà vợ và cũng quán xuyến được công việc nhà, con cái, gia đình, cho nên là mình cũng dành được nhiều thời gian dành cho công việc, cho cái niềm đam mê của mình. Mình thì chắc là không có phương châm gì ngoài việc là nói chung cứ phải làm việc hết mình. Thường thì đã làm là phải có trách nhiệm và nó phải chú tâm. Đấy là cái cách của mình, mặc dù ở đâu, ở nhà, ở trường, tất cả đều là như vậy. Và có thể đôi khi chính vì cái đó có thể nhiều thầy cô hay nhiều học trò cũng hay bảo là hơi khắt khe.
vừa rồi cũng đã khép lại số thứ 6 của DTU TV. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share, subscribe để chúng ta theo dõi nhiều hơn cũng như là ủng hộ kênh. Và bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.